Trở thành tỷ phú khi vươn lên từ trong nghèo khổ lẫn bất hạnh, doanh nhân Hồ Văn Trung đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người đọc tại thành phố Hồ Chí Minh trong buổi giới thiệu tập tự truyện mang tên Gian Truân Chỉ Là Thử Thách. Câu chuyện của ông mở ra cũng góp phần làm nên những ý nghĩa riêng biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 vừa qua. Cuốn sách là những câu chuyện kể của tác giả từ một cậu bé chăn trâu nay trở thành ông chủ tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực kỹ nghệ thực phẩm. Tác giả sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế. Ông tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Huế và từng đi dạy học tại Sài Gòn trong những năm 1970. Từ năm 1980 đến năm 1989, ông bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh tại Úc và trở lại Việt Nam trong phái đoàn thương mại của chính phủ Úc. Chia sẻ cảm xúc khi tự truyện của mình được đông đảo độc giả quan tâm đón nhận, doanh nhân Hồ Văn Trung cho biết, sau khi về hưu thì đây là thời điểm thích hợp ông nói về quãng đời nhiều thăng trầm của mình. Bất hạnh mồ côi cha cùng một cuộc sống khốn khó từ nhỏ, ông đã trải qua nhiều biến cố để có thể gây dựng thành công thương hiệu Trends Group, là một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực chế biến thực phẩm khá bề thế, có trụ sở và chi nhánh khắp nơi trên thế giới như Úc, Mỹ, Anh, Africa, Việt Nam, v.v. Cái điều quan trọng nhất trong cuốn tự truyện này là tôi muốn gửi đặt cho giới trẻ. Đừng bao giờ đầu hàng với số phận. Đừng bao giờ bi quan. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Bởi vì chắc chắn nếu bạn có niềm tin và có sự quyết tâm thì hoa sẽ nở trên vùng đất sỏi đá. Và tôi tin các bạn sẽ làm được và làm tốt hơn tôi nữa. Đó là điều mà tôi muốn gửi gắm. Những chia sẻ trong tự truyện đều được tác giả hướng đến quá trình vượt kịch cảnh bằng con đường độc lập và kinh doanh trên một phương tiện để sống có ích và phát triển bản thân mình. Tập tự truyện này của tác giả Hồ Văn Trung cũng đã góp phần làm phong phú thêm những tựa sách cùng thể loại được độc giả đón nhận đông đảo trong thời gian gần đây, mà tựa Tôi học đại học của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký là một ví dụ. Được biết, toàn bộ kinh phí thu được từ xuất bản tự truyện sẽ được tác giả ủng hộ cho quỹ từ thiện tại quê nhà Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, ông cũng đã trao 21 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng đến các sinh viên nghèo hiếu học như một cách động viên tinh thần đến giới trẻ khi đứng trước khó khăn trong cuộc sống.